Mến chào bà con đã quay lại với kênh kỹ thuật cây trồng nông nghiệp xanh. Hiện tại đội ngũ kỹ thuật của nông nghiệp xanh quay lại một cái vườn bưởi da xanh thuộc huyện Dầu Tiếng của tỉnh Bình Dương để mà tư vấn cũng như cập nhật lại cái vườn bưởi đang theo quy trình chăm sóc giữ trái của phía công ty nông nghiệp xanh. Hay những cái show mà mình hay quay ở trên nhiều video cho bà con á, đây ca mắc Amino cùng với Phu Phích Gel đó bà con. Đó, hai cái show này ha, xài lâu quá giờ nó phai màu rồi nè. Đó, thì mời bà con đi thăm vườn cùng mình ha, để biết được cái lứa bưởi này là nó như thế nào. Thì trên cây trên màn ảnh bà con đang xem á là cái lứa bưởi, cái lứa bưởi này á thì nó sẽ rơi vào cái lứa bưởi nghịch là tầm khoảng tháng 4 đến tháng 5. Thì cái lứa bưởi này á nó rất khó làm, tại vì nó rơi vào cái tầm lúc mà bà con mình làm bông á thì nó rơi vào cái lúc nó mưa dầm thì nó khó làm. Như vậy là mình gọi bưởi nghịch. Bưởi nghịch thì hầu như là ít vườn làm được lắm. Và vườn này á thì đã vào quy trình dinh dưỡng chăm sóc và bây giờ bà con nhìn thấy này, nhìn cái lượng bao trái rất là nhiều ha. Mùa này là mùa nắng ở khu vực Dầu Tiếng, nắng rất là nhiều. Và mình đã cho anh chị là bao trái lại. À, mình che trái lại để mà nó đỡ tình trạng bị táp nắng trên cái trái của mình á, thì nó bị sạm trái cháy đi, cái da mình nó xấu đi, lại ăn nó bị khô muối, nó không ngon bà con ha. Mặc dù kỹ thuật của nông nghiệp xanh á đã làm trái ở trong thân rồi, nhưng mà mình lấy chủ yếu là 80% ở trong thân và 20% ở đầu cành ha. Đầu cành ra thì mình giữ, thì khi giữ rồi thì bà con mình nên che đi, che đi để nó đỡ bị táp nắng. Sau này mình cũng sẽ nghiên cứu ra một cái dòng để mà kiểu như là kem chống nắng cho bưởi á, thì nó sẽ đỡ tình trạng bao trái hơn, tại vì bao đậu trái nhiều thì bao nó rất là cực đó. Còn nhìn thấy trái thì cơ bản ở đây á là bà con đặc biệt nhìn thấy là một cái trái rất là xanh, xanh mà xanh đậm không, nhìn thấy xanh đẹp không, xanh bóng đẹp ha. Ui đây một có một trái bưởi lọc này, bưởi rất là đẹp này. Đây, vào là thấy lọc này, lọc lá cho bà con đây. Đấy, một cái màu trái mà con nhìn thấy này, đó lên rất là xanh ha, xanh trái, bóng trái, đẹp trái. Ôi, cái lứa này á thì thương lái đã alo đến bên mình và chốt giá tầm giá là từ 26 đến 30 tùy tình trạng vườn ha. Cái trái mà trái đẹp xanh da bóng căng như vậy á thì chốt được giá khoảng 30. Còn những cái vườn nào mà tỷ lệ trái xấu nhiều á thì người ta chốt tầm 26. Mà bữa da xanh á chăm sóc mà tầm 20 là có lời rồi bà con ạ. Đó. Thì đây quy trình chăm sóc này. Đó. Chân như vậy cũng nhờ một phần là cái dòng mix gel mình kết hợp những cái bộ nuôi trái để mà thay thế được cái dòng NPK, nhưng mà nó vẫn hiệu quả an toàn ở cái góc hữu cơ ha. Bà con nhìn thấy cái độ bao trái như vậy là biết cái sản lượng trái rất là nhiều ha. Vườn này á thì sản lượng trái mà cho cái dịp bưởi mà bưởi nghịch á thì nó khoảng là 40 tấn. Mình vừa ghé một cái vườn ở trên Hớn Quản của Bình Phước, ở đây là Dầu Tiếng của Bình Dương. Trên đó thì mình cũng làm một lứa bưởi nghịch cho anh là khoảng 800 cây. Thì mình thu được khoảng 50 tấn là lứa bưởi nghịch, thu vào tầm tháng 4 đến tháng 5. Ha. Đó. Mình thấy trái thì rất là nhiều ha, đẹp xanh bóng này. Đó. Đặc biệt là cái vườn này là trái rất là đẹp, có nhìn thấy không? Trong này, trong thân này, trái chùm chùm xanh này. Thì cũng nhờ quy trình chăm sóc của mình đó bà con. Đó. Bà con mình chăm á, thì mình nên vào quy trình. Một quy trình thì nó sẽ dễ hơn. Ví dụ vào vườn tư vấn á, thì mình sẽ lên một cái phác đồ cho bà con. Ví dụ bước 1 làm gì, bước 2 làm gì, bón gốc cái gì, phun lá cái gì. Rồi lên một cái liệu trình cũng như là cái chi phí. Mình lên được cái chi phí để bà con mình làm được cái bài toán. Ví dụ mình cần đầu tư ở cái mức nào thì cho nó hợp lý cho nhà vườn luôn. Đó, như vậy á, là nông nghiệp xanh đã nhận được rất nhiều cái lời tư vấn của bà con, tại vì mình tư vấn một cái cách tận tình cho bà con ha. Và cái giá của mình á, nó cũng ưu đãi hơn, tại vì mình bên nông nghiệp xanh á, là không đi cái kênh đại lý, nên cái giá của bình thường mình cho đại lý mình chiết khấu á, là cái đó mình giữ lại để mà giảm giá cho bà con so với những cái dòng mà đi qua kênh đại lý là mình phải để chiết khấu cho đại lý đó. Thì nông nghiệp xanh đang áp dụng cái đó cho rất nhiều nhà vườn. Đó. Bởi vậy thì mình farm liên hệ bên mình rất là nhiều ha. Những cái trái mà nó ở rợp trong bóng, rợp trong kia rồi á thì mình không cần che, tại vì nó không có nắng vào trong được á. Đó, thì không cần che ha. Thì mình đi một vòng mà con nhìn thấy này, rất rất là đẹp ha, đẹp trái xanh bóng này, lên màu đẹp này.
Đó, vườn này thì đã áp dụng đầy đủ quy trình rồi. Ví dụ bón gốc là ở thời điểm mà trái, từ tháng thứ nhất đến tháng thứ tư, thì mình sẽ dùng mix keo. Mix keo nha bà con, mix keo là một dòng nó nghiêng về cái đạm hữu cơ hơn. Nó vẫn có đạm hữu cơ, lên hữu cơ, kali hữu cơ, nhưng mà cái đạm hữu cơ nó cao á, để mà gì, những cái tháng đầu á nó thổi cái trái mình nó được lớn nhanh, lớn nhanh. Còn những cái tháng đầu bà con mình xài kali nhiều á thì nó dễ bị tình trạng nó chai trái nha bà con, nó không có lớn được, nó bị đè trái. Nó đè trái là nó kiểu như là nó bề ngang nó to, nhưng mà bề dọc nó không có, là mình gọi là đè trái ha. Đó, còn chuyển qua từ những cái tháng sau á thì mình chuyển qua dòng ca mắc thì nó nghiêng về cái kali hữu cơ nó nhiều hơn, thì nó nuôi cái trái gì, chuyển được qua đó thì nó sẽ hình thành được cái nuôi cái nhân, nuôi nhân mẫu mã đẹp kết hợp với fulvic gel. Chỉ đơn thuần là cái fulvic acid thôi, nó ở một cái dạng chất hữu cơ thì nó giúp trái mình lên màu đẹp, mọng nước này, ăn ngọt trái này và có vị thân. Những cái vườn bưởi của bên nông nghiệp Xanh làm á thì được nhiều thương lái đánh giá rất là cao, những cái thương lái gọi cho mình rất là nhiều, nói là mua những cái vườn mà bên anh làm thôi là nó đạt được cái chất lượng tốt và hầu như là căng da mỏng vỏ. Làm bưởi Tết á, thì đủ cành lá rất là nhiều ha. Đó, nếu mà làm bưởi thì mình làm cho bà con hai lứa chín. Bưởi thì nó ra truyền rồi mình không nói, mình sẽ làm bà con hai lứa chín, và hai lứa đó thì được giá hơn. Một là lứa bưởi Tết, hai là lứa bưởi nghịch. Còn bà con mà để tự nhiên á thì giống như cái đợt vừa rồi nó ra bông á thì nó sẽ rơi vào tầm tháng 10 đến tháng 11. Nhưng mà cái bưởi mà đợt đó thì giá rất là thấp. Năm vừa rồi á thì nó có 6 đến 8 nghìn thôi, nó không nhiều bà con. Đó, thì bà con mình làm bưởi á phải cân được cái thời điểm, mà thứ nhất là bưởi bán dịp nào được giá cao để mà mình mang lại được nhiều cái lợi nhuận cho bà con. Thứ hai nữa là mình làm trái nhưng mà nó không ảnh hưởng trái trên cây. Thì cái vườn này đã có lứa bưởi nghịch rồi á, thì tiếp tục vào khoảng là tầm giữa tháng 3 âm lịch, giữa tháng 3 âm lịch. Có nghĩa là đợt này á là qua tháng thứ hai này, năm nay nhuận 2 tháng 2 là tháng 2 sau rồi. Thì khoảng hơn một tháng nữa thì mình sẽ vào quy trình để mà làm bông bưởi Tết cho cái lứa cái cây này ha. Khi mà làm bông bưởi Tết á, thì mình sẽ có hai phương pháp làm. Thứ nhất á, một phương pháp thứ nhất á, là bà con mình sẽ phun phủ ớt cây luôn. Đó, nhưng mà phương pháp đó bà con mình phun lên á, thì nó sẽ dễ tình trạng nó bị sạm màu cái trái này, và cái trái mình nó không đẹp trái được. Tại vì bà con mình làm bông khi có trái trên cây thì mình phun vào thì nó giờ dùng những cái dòng mà lân cao hoặc là kali cao thì trái mình nó dễ bị sa màu lắm nhất. Thứ hai là nó bị sồ, nó sồ trái, nó sần trái mình nó sần sùi, nó dày vỏ, nó không đẹp, nó không xanh bóng như vậy. Đó, thì phương pháp đầu tiên là mình sẽ phun phủ ớt cây để mình làm. Phương pháp thứ hai á là nó gì, tiết kiệm cho bà con, tiết kiệm công này, tiết kiệm thuốc cho bà con, là mình sẽ đi chớp cần nhện. Chớp cần nhện với cái liều thuốc cao, bà con mình sẽ, ví dụ một cây này bà con mình muốn lấy 20 trái đúng không, lấy 20 trái thì đánh dấu cho mình 20 cần nhện, ví dụ 20 cần nhện như vậy, mình đánh dấu bằng những cái dây xanh đỏ tím vàng gì đó, đánh dấu vào đây 20 cần nhện, rồi mình sẽ đi chớp cần nhện, và nhưng mà mình chớp ở một cái liều cao, chớp cần nhện né trái, không phun trúng trái, tại vì phun trúng trái nó bị tình trạng nó sồ trái, sạm trái giống như lúc nãy mình nói đó. Thì đánh dấu cành này, phun chớp cành nền, phun cho mình tầm 3-4 lần, khi mà lá già rụng đó, là nó tự bung hoa ra, thì mình lấy được khoảng 20 trái là bưởi Tết đó. Ngoài việc mình đánh dấu rồi á, nó còn ra tự nhiên đó bà con. Đó, thì mình lấy được vừa có lứa bưởi nghịch, vừa có lứa bưởi Tết, nhưng mà gì, nó không ảnh hưởng đến những cái lứa trái đang đeo trên cây. Bà con mình làm bưởi cũng biết rồi mà, mình phun những cái dòng tạo mầm là lân kali, ví dụ như là MKB hoặc những dòng tạo mầm hoa thì hàm lượng lân cao, 0,5234, 5,2 là lân. Đó, hoặc là 0,50-20 thì lân rất là cao, thì nó bị sồ, bị sạm lên, nó không đẹp trái. Đó, thì khi mà phun chớp cần nhện á thì bà con mình sẽ gì, thứ nhất á là tiết kiệm công. Bình thường á là mình phun ướt đậm cây, nhưng mà giờ mình chỉ đi chớp thôi. Đó, thứ nhất. Thứ hai á là tiết kiệm thuốc. Bình thường phun mà phun ướt cây á là nó sẽ tốn lượng thuốc, ví dụ là bình thường phun ướt cây á là 7 phi đi, nhưng mà phun mà chớp như vậy thì nó tầm 1 đến 2 phi thôi. Đó, nó tiết kiệm thuốc cho các bà con rồi. Đó, mình làm nông nghiệp nhưng mà mình tính đến cái bài toán chi phí cho bà con ha. Đó, cho nó hợp lý, làm sao mà làm bưởi nó có kinh tế bà con, mà còn mình tái đầu tư thêm. Đó.
bên này rất là nhiều trái bà con ha, trái rất là nhiều, quá trời luôn này. Đó, đó thì nhìn cái lượng tre như vậy này, rất là nhiều trái ha. Mùa này nắng quá thì mình phải cho che trái thôi, chứ mà nám thì nó khó. Trái quá trời trái luôn. Đó, dừng lại đây chụp tấm hình này. Đó, quá trời trái trái này, đặc biệt là xanh nha. Rồi nói lại một quy trình một chút cho bà con, tại sao mà mình làm được một cái trái nó xanh, nó bóng, nó đẹp như vậy là nhờ quy trình mình chăm sóc từ mix gel này. Mix gel từ tháng thứ nhất đến tháng thứ tư có thể kết hợp với full vit gel. Đó, những vườn trái truyền á thì mix gel một cử và ca mắc một cử, cứ luân phiên hai cử như vậy. Còn những vườn nào mà nuôi trái nhỏ lên luôn á thì mình xài mix gel cho 4 tháng đầu và chuyển qua ca mắc cho những cái tháng mà cuối sắp thu hoạch và kết hợp full vit vậy thôi. Còn trên lá là trái nhỏ là mình sẽ phun khi mà nó xạ nhị á, là phun cái bộ là canxi hữu cơ cộng với bo gel cộng với amino sữa cộng với combi bột sủi, nó đầy đủ các đa trung vi lượng cho cây mình nó thổi trái được đẹp ha. Kết hợp những chuyển qua tiếp tục nữa là mình luân phiên những cái dòng dinh dưỡng thôi để cho cây mình nó đầy đủ mà bà con. Thì bo kẽm, rít 10, axit amin, đó những cái dòng dinh dưỡng như vậy cho cây mình nó đầy đủ hài hòa dinh dưỡng. Tại vì sao mình xài nhiều cái dòng dinh dưỡng như vậy? Tại vì trong một cái chai á, mình nói nhiều bà con rồi, trong một cái chai á mình không thể nào phối tất cả các dòng dinh dưỡng, ví dụ như là đa lượng, trung vi lượng, axit amin, vitamin trong một cái chai được. Thì nó khó, nó khó lên công thức và nó khó và nó dễ gây cái tủa khi bà con mình làm. Đó, thì bà con mình phun cho mình cái bộ dinh dưỡng đó thôi, kết hợp. Mùa này nhện thì nhện đỏ nhiều này thì xài bộ đôi tinh dầu. Đó, nó bóng như vậy là cũng nhờ một phần là tinh dầu của Nông Nghiệp Xanh á, cặp đôi tinh dầu đó là rất được nhiều bà con mình đón nhận. Đó, trái rất là đẹp ha. Rất nhiều nha bà con. Đó, nhìn quá trời luôn này. Thôi, qua anh kia đó. Rất là nhiều trái ha. Mình sẽ đi một vòng cho bà con xem. Thì trong một cái vườn á, nó không phải là tỷ lệ 100% á, là cây nào nó đồng đều như nhau. Sẽ có những cái cây sung, lực sung, sẽ có những cây suy. Chăm sóc cỡ nào như vậy, mặc dù kỹ thuật giỏi đến đâu cũng vậy, không thể nào là hoàn hảo đó bà con. Có cái gì hoàn hảo đâu. Thì một vườn phải có cây sung, cây suy thì bình thường. Cứ chăm sóc ha. Đây này, cho tuyển trái rất là nhiều rồi này. Đó, cây nào mà cảm thấy suy á, mà đầu trái nhiều á, tại vì nội sinh của cây ấy, thằng nào càng suy ấy, thì nó càng đầu trái nhiều, càng muốn neo thì mình phải bỏ đi. Bỏ đi, nuôi trái nhiều quá thì bỏ đi. Bà con mới đừng tham quá thì cây mình nó suy, ăn một hai lứa cũng như bỏ à. Đó, cái nội sinh trong cây nó chịu không được đâu. Thì bà con mình phải hợp lý ha, có kế hoạch chăm sóc hợp lý. Đây, trái rất là nhiều. Đó, tư vấn cái quy trình dưỡng trái, chăm sóc trái. Cái lứa này là bán được giá cao nha bà con. Nếu mà bữa như vậy á, là tháng 5 á, thì nó phải đỉnh điểm là 30.000. Bữa mà căng da này, theo quy trình của anh mình là chắc chắn một điều là đẹp rồi. Đó. Những cái vườn nào theo chuẩn quy trình á, là rất là đẹp. Đẹp trái, bóng trái, căng da. Đó, nhìn cái góc này này. Trái quá trời đẹp luôn bà con. Đó, nhìn là mê không? Cây này là đầu trái nhiều lắm. Mình đã cho tuyển này. Tuyển bớt ha. Con nhìn thấy ở dưới góc này. Đó, tuyển đi rất là nhiều rồi. Đậu... cái lực cây hồi xưa nó cũng sung lắm. Và đậu đây thì chắc khoảng 100 rái là có bà con. Đó, nhìn vậy thôi, nắp sau lại thôi. Đậu rất là nhiều ha. Đó, lực cây rất là sung ha. Đó, đi một vòng cho bà con xem. Chứ không phải mình làm được một cây có trái mà mình quay lên mình quảng cáo này kia cho bà con đâu. Đây, vườn này là 50 tấn đó bà con, 40 đến 50 tấn đó. Nhưng mà trái bên mình á, mặc dù bà con nhìn đếm trái vậy thôi, nhưng mà bên Nông Nghiệp Xanh làm á, là cái trái rất là nặng. Mặc dù nhìn vậy thôi nhưng mà bên trong nặng, chắc nó chắc nhân, nó mỏng nước nên vậy nó rất là nặng ký. Đó, nhiều vườn, những cái vườn theo quy trình của Nông Nghiệp Xanh á, là bà con đừng bán mạo nha, không nên bán mạo cho bà con. Nhiều bà con mình bán mạo là sai lầm á. Hồi xưa mình đợt Tết vừa rồi á, có một người, một chủ vườn đi bán mạo cái vườn mà cân ra số ký là nó bằng khoảng một nửa thôi. Đó, tại vì mặc dù cái trái mình làm như vậy thôi nhưng nó rất là nặng ký bà con à. Đó, đó. Thì bà con mình cũng phải lưu ý cho mình những vấn đề như vậy để cho mình làm được trái đẹp rồi thì mình bán với cái giá chỉ nó cho nó hợp lý, nó phù hợp, chứ đừng mà để thương lái ép giá này kia thì nó cũng hơi mệt ha. Đó, thì quay lại bà con một cái video ngắn như vậy
để cho mình biết được cái kỹ thuật chăm sóc để cái cây bưởi ra sân, nuôi trái, dưỡng trái hoặc là phục hồi cây. Mình nuôi trái nhưng mà cái cây mình nó không bị suy cho bà con ha. Rồi nếu bà con mình cần quan tâm tư vấn có thể liên hệ vào số điện thoại mình đặt ở góc phải màn hình ha, là 0948 661 669. Thân ái chào bà con.